ba đặc điểm của người cha vô trách nhiệm vợ tuổi thân con không hạnh phúc một người cha vô trách nhiệm sẽ có ba đặc điểm này trong quá trình con cái lớn lên vai trò của cha mẹ là rất quan trọng sự thiếu quan tâm của một trong hai bên sẽ gây ra những tác hại lớn cho trẻ trên đời hiếm có người mẹ nào lại không yêu thương con cái tuy nhiên vẫn còn có rất nhiều ông bố khiến vợ con mình buồn dưới đây là ba đặc điểm của một ông bố vô trách nhiệm phổ biến nhất một ông bố vô tư dù đã làm cha nhưng dường như ông bố này chưa hiểu được trách nhiệm trụ cột của mình trong gia đình từ việc lo lắng, dạy dỗ, kèm cặp con học hành đến chơi cùng trẻ dường như trở thành một điều rất hiếm hoi khi người vợ nhờ và các ông bố này thường kiếm cơ bận việc bỏ đi chỗ khác. Không san sẻ với vợ việc nhà, một người cha như vậy thực sự rất vô tâm. Hai, người cha không gần gũi con cái. Đặc điểm thứ hai của người cha vô trách nhiệm là không gần gũi con cái. Có một số ông bố. Có thể vì không thích trẻ con, hoặc không biết cách hòa đồng với con. Khi con hỏi về vấn đề gì, họ chỉ nói, đi hỏi mẹ đi, kể cả khi các ông bố không quá bận rộn họ cũng chỉ dành thời gian cho việc giải trí của bản thân lâu dần trẻ sẽ không có khái niệm về cha hễ gặp chuyện gì thì chỉ tìm mẹ những đứa trẻ như vậy sẽ có nhiều khiếm khuyết trong quá trình trưởng thành ba người cha bạo lực có câu nói tình yêu của cha dành cho con nghĩa là yêu mẹ cha mẹ có hòa thuận trong cuộc sống hay không sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của đứa trẻ nếu đứa trẻ lớn lên trong môi trường gia đình êm ấm và hòa thuận tâm lý của đứa trẻ sẽ phát triển cả về trí tuệ cảm xúc và hành vi ngược lại nếu đứa trẻ lớn lên trong môi trường thường xuyên cãi vã và cha thường xuyên đánh đập mắng mỏ mẹ thì tâm lý của đứa trẻ sẽ bị bóp méo một người cha vô trách nhiệm như vậy sẽ khiến vợ mình luôn tủi thân đau khổ con cái sẽ không còn hạnh phúc